Chetty của Đài Loan, 33 tuổi, hạng 258 thế giới. Anh đã từng vô địch giải F4 Future Uzbekistan, 2016 vô địch giải F6 Việt Nam Future. Quân, em làm ơn em chạy ra sớm đó Quân. Em nói với mình, bé Thảo là đang không hay giải quân này. Chetty đã thắng Karol Zewiski ở vòng 1, vòng 2 thắng No Sang U và vòng tứ kết thắng tay vợt Hung Du Chen. Chetty là tay vợt đã từng lọt vào chung kết của giải Toyota Bangalore Open, trận đấu nằm trong hệ thống ITF, nhưng đã để thua trước tay vợt Vishnu Vardhan. Trong sự nghiệp của mình thì Chetty đã từng đạt đến hạng 184 ATP. Đó là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Chetty. Tuy nhiên thời điểm này đã lớn tuổi và tay vợt của Đài Loan chủ yếu thi đấu ở các giải thuộc hệ thống ITF Future. Chetty đã từng tham dự các giải Grand Slam. Anh đã từng tham dự các giải Australia Open, Wimbledon, Mỹ mở rộng trong các năm 2015 và 2016. Tuy nhiên thì tay vợt Chetty của Đài Loan đều phải dừng bước ngay ở vòng đấu đầu tiên của các giải Grand Slam mà anh tham dự. Chetty cũng là tay vợt đã thi đấu cùng với Lý Hoàng Nam của Việt Nam ở nội dung đôi nam tại giải đấu năm nay. Thời điểm này thì tay vợt Lý Hoàng Nam cùng với Chetty là đôi vợt đã giành quyền lọt vào chung kết của nội dung đôi nam giải F9. Trong trận bán kết thì đôi vợt Lý Hoàng Nam và Chetty đã thắng đôi vợt của Ba Lan Zewiski và Smola, đôi vợt hạt giống số 3 của nội dung đôi nam, với tỷ số 2-0, 6-1 và 6-3. Qua đó thì đôi vợt Hoàng Nam và Chetty đã giành quyền vào chơi trận chung kết của nội dung đôi nam với đôi vợt Ju Hae Moon và Sang Uno của Hàn Quốc. Đôi vợt của Hàn Quốc đã thắng Alcantara của Philippines và Wachira Manawong của Thái Lan ở trận bán kết thứ hai. Giải F9 cũng là giải đấu
cuối cùng trong hệ thống 9 giải Men Future do Bình Dương đăng cai trong năm 2016 này. Sơ cầm giao bóng của Chenti. Bóng ngoài, cú này trả đánh phải không thành công của Chenti. Không được, lên lưới nhưng đá bắt vô lê không thành công. Hai pha dứt điểm không chính xác liên tiếp của Chenti. 30 ngoài cho tay vợt Enzo Kouakou. Chính xác, cú trái cái điểm winner của Kouakou. Ba cơ hội để giành break point cho tay vợt người Pháp. Trả giao bóng ra ngoài của Kouakou. 15-40. Bóng ngoài. Breakpoint đã thuộc về Enzo Kouakou. Bóng ngoài, cú trả giao bóng lỗi của tay vợt Chenti. Ba mươi giao cho Enzo Kouakou. Oh.
tiếp tục là pha xử lý không tốt của Chenti, 40 giao. Lối đánh hỏng của Enzo Kuaku, 40-15. Rất chính xác, cú trái ghi điểm Winter và tay vợt Enzo Kuaku đã giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai để vươn lên dẫn trước Chenti với tỷ số 2-0. Bóng ngoài. Tiếp tục là pha dứt điểm không chính xác của Chenti, 15 đều. Cú phản công xuất sắc của Chenti. Một pha bóng bền và tay vợt Chenti đã xuất sắc xử lý một cú dọc dây trái tay. Cú lên lưới và bật vô lê cực kỳ hiệu quả của Chenti. Đánh bóng sâu và sau đó lên lưới bật vô lê rất kịp thời. Lỗi giao bóng của Chenti. Lỗi giao bóng kép, 40-30.
Rất đáng tiếc. Chetty đã đánh ra ngoài, cú thuận tay lỗi của anh. Đều cho hai tay vợt. Lợi dao cho Chetty. Rất tiếc, một cú cắt tiếp tục không qua lưới của tay vợt Chetty. Cú áp lực tốt và khiến cho Enzo Cuacu đã xử lý không qua lưới ở pha bóng vừa rồi. Một cú trái lỗi của Enzo. Cú lốp chính xác của Enzo. Chetty đã chủ động tràn lưới nhanh nhưng anh đã không thể xử lý cú bắt vô lê thành công để có thể loại bỏ Enzo, mà trái lại thì anh đã phải dính ngay một cú lốp từ phía tay vợt người Pháp. Tiếp tục là đều. Bóng sâu và nặng. Một lần nữa lợi dao cho Chetty. Rất nặng và không thể thực hiện cú bắt vô lê thành công. Chetty đã để cho Enzo tiếp tục có được điểm đều. Thank you.
lợi dao lần thứ 3 cho Chanty trong giờ đấu này. Bóng ngoài, giành thế chủ động tấn công, nhưng vừa rồi thì tay vợt Chanty của Đài Loan đã kết thúc ra ngoài. Liên tục những cú điều bóng khá hiểm của Chanty với Enzo khiến cho tay vợt người Pháp phải di chuyển cực nhiều. Mặc dù vậy thì ở tình huống đè bóng quyết định, Chanty của Đài Loan đã giữ điểm ra ngoài. Lối đánh hồng của Chanty. Chanty liên tục dẫn trước nhưng vẫn chưa thể kết thúc được trong giờ đấu thứ 3 này với Enzo. Rất nhẹ nhàng và đó là pha xử lý chính xác của Enzo. 5 lần đều trong giờ đấu kéo dài này. Tấn công rất dữ dội và đó là điểm cho tay vợt Chanty của Đài Loan. Sáu lần đều, Chanty vẫn chưa thể dứt điểm được Enzo trong giờ đấu này.
Bây giờ thì Enzo đang có cơ hội để giành break point. Dứt điểm tốt của Chanty. Bảy lần đều. Điểm mũi nữa. Bóng không qua lưới. Lần thứ hai trong giờ đấu này Enzo có cơ hội giành break point. Tám lần đều. Cả hai tay vợt đều đang thi đấu rất kiên trì. Chính xác của Smart, chính xác của Chanty. Lợi dao cho tay vợt người Đài Loan. Cú bóng thuận tay nặng dọc dậy, gây áp lực tốt của tay vợt Chanty. Đều cho hai tay vợt. Giờ đấu này đã kéo dài cỡ khoảng hơn 10 phút. Chính xác. Pha ghi điểm cực kỳ khó tin của Enzo Kuaku. Chúng ta xem lại cú dứt điểm này, một cú passing. Bóng ăn ra màng cực kỳ khó của Enzo đã thực hiện được.
Điểm winner, và như vậy là break point đã thuộc về Enzo Kuaku. Qua đó anh đang vươn lên dẫn trước Chelsea với tỷ số 3-0. Đây là một giờ đấu kéo dài có tới 9 lần đều. Rất ấn tượng với màn trình diễn của cả hai tay vợt trong giờ đấu thứ 3. Enzo Kuaku là tay vợt đã vượt qua Lý Hoàng Nam của Việt Nam trong trận đấu tứ kết. Đó là trận đấu mà tay vợt Enzo Kuaku đã thắng Lý Hoàng Nam với tỷ số 2-0, 6-2 và 7-6. Mười lăm sao cho Enzo. Kết thúc không thành công của Chenti. Lỗ đánh hỏng khá nhiều trong cuộc đối đầu này của Chenti. Dứt điểm rất tốt của Enzo và giờ thắng tiếp tục thuộc về tay vợt người Pháp. Chelsea có 4 điểm winner, 13 lô đánh hỏng. Kuaku đánh hỏng ít hơn và có tới 10 điểm winner. Cú dọc dày chính xác của Enzo Kuaku.
3 cơ hội để giành break point cho Enzo. Chetty vẫn chưa có giờ thắng nào từ đầu trận đấu tới giờ. Enzo Cuecu đã vươn lên dẫn trước 5-0. Bây giờ sẽ là giờ cầm giờ bóng quyết định cho chiến thắng ở set đấu này của tay vợt Enzo Cuecu. Cú lốp chính xác của Enzo. Lần thứ ba trong trận đấu này Enzo có những pha ghi điểm từ những cú lốp bóng chính xác của mình. Sáu không chiến thắng trong set đấu thứ nhất của trận bán kết 1 nội dung đơn nam dài F9 Future cho Enzo Cuecu của Pháp trước Chetty của Đài Loan. Ba điểm A cho Enzo trong set đấu thứ nhất, không mắc lỗi ra bóng kép. 16 điểm winner, gấp 4 lần số điểm winner của Chetty.
trận đấu bán kết thứ hai của giải F9 Future. Năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Evan Song của Mỹ và tay vợt Casey Alcantara của Philippines. Tay vợt có thứ hạng 1340 thế giới đã giành quyền bán kết thứ hai. Đó chính là Casey Alcantara. Trận đấu thứ hai của trận bán kết 1 giữa Enzo Kouakou của Pháp và Chen Ti của Đài Loan. Tay vợt được cho là có nhiều kinh nghiệm như Chen Ti của Đài Loan và thứ hạng cao hơn nhiều so với Enzo, nhưng đã không có một giờ thắng nào trong trận đấu thứ nhất trước tay vợt người Pháp. Bóng ngoài. Dứt điểm chính xác của tay vợt Chen Ti. Phá bóng bền và những cú điều bóng của Chen Ti đã khiến cho Enzo xử lý trái tay không thành công. Bóng ngoài. Hai pha xử lý trái tay hỏng liên tiếp của Enzo. 40-15.
đi. Thôi. Chính xác. Đó là pha dứt điểm passing sở trường của tay vợt Enzo Cuaco. Không được, duy trì lợi thế tấn công nhưng không phải lúc nào cũng có thể có được những pha kết thúc ổn định. Cú né trái đánh phải không thành công của tay vợt Chanty và bây giờ là cơ hội giành break point cho Enzo Cuaco. Breakpoint đã thuộc về Enzo Cuaco ngay trong giờ đấu đầu tiên của set đấu thứ hai. Và như vậy là cho đến thời điểm này thì tay vợt người Pháp đã thắng liên tiếp 7 giờ đấu trước Chanty của Đài Loan. Xả bóng tốt của tay vợt Enzo Cuaco. Bóng ngoài. 40 sao cho Enzo. Hai không. 8 giờ thắng liên tiếp. Enzo đang có gần như là ưu thế tuyệt đối trong cuộc đối đầu với Chanty ngày hôm nay.
lâu. Mới lạp dao cho Chen Ti. Mười lăm đều. Rất chính xác, di chuyển vào ô sâu bóng và kết thúc với cú thuận tay, cái điểm winner của Chen Ti. Rất chính xác. Đều cho hai tay vợt. Bóng ngoài, lần này thì Enzo đã không thành công trong cú lốp của mình. Một cú smartphone không chính xác.
kêu. Cú trái ra ngoài của Chanty. Tuyệt vời, và như vậy là Enzo đã giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Chiến thuật lên lưới của Chanty hoàn toàn bị phá sản. Thi đấu rất tập trung và có những pha đánh sở trường. Enzo Kouakou đã cho thấy đẳng cấp của mình, mặc dù anh ít hơn tới 12 tuổi so với tay vợt Chanty của Đài Loan. Chanty đang bị đau. Nếu có trở lại thi đấu tiếp tục thì cũng sẽ rất khó cho tay vợt Chanty. Khoảng cách tương đối xa.
ở các giải Future năm nay tổ chức ở Bình Dương thì chưa có tay vợt nào liên tiếp giành được chức vô địch ở hai giải. Nếu như giải năm F9 này thành công đối với Enzo Cuoco thì anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch trong trận chung kết của giải F8. Enzo Cuoco đã vượt qua tay vợt Agawan của Ấn Độ. Nhưng năm nay ở giải F9 thì Agawan lại thi đấu kém thuyết phục và để thua rất nhanh chóng ở vòng 2 trước tay vợt của Philippines Casey Alcantara. Trong sự nghiệp của mình thì tay vợt Enzo Cuoco đã từng có được thứ hạng cao nhất ở nội dung đánh đơn là 206. Bóng ngoài. Enzo Cuoco điều bóng liên tục để cho đối phương di chuyển. Sau bóng tốt của Enzo Cuoco. 40 giao. Rất uy lực và như vậy là trận đấu này tiếp tục chiến thắng cho Enzo Cuoco. Anh dẫn 4-0 trong trận đấu thứ hai. Hạt giống số 1 của giải F9 đang không còn hy vọng gì cả. Khi anh đã thua bộ 10 giờ liên tiếp trước tay vợt 21 tuổi người Pháp Enzo Cuoco. Bóng ngoài, cú cài sâu không thành công của Chanty.
Enzo Cuecu đã kéo Chanty lên lưới. Mười lăm đều. Tuyệt vời. Chanty đã không thể đánh lừa được Enzo Cuecu, kể cả khi anh đã lên lưới một cách rất chắc chắn. Thể lực tốt, di chuyển linh hoạt và đọc tình huống rất nhanh của Enzo Cuecu. Bóng không qua lưới. 15-40. Tuyệt vời. Enzo thi đấu cực kỳ xuất sắc. Có được break point tiếp tục ở trong giờ đấu này. Cú passing cực kỳ sở trường và thực tế là không có cơ hội nào cho Chanty. Enzo đã vươn lên dẫn trước 5-0 trong set đấu thứ hai. Một trận đấu tưởng chừng như khó khăn nhưng đã trở nên rất dễ dàng cho tay vợt người Pháp. Cũng một phần là bởi Chanty đã bị chấn thương cơ đùi và khiến cho anh không có được một thể lực cũng như cách di chuyển thuận lợi nhất. Trận bán kết thứ nhất của nội dung đơn nam giữa Chanty của Đài Loan và Enzo Cuecu của Pháp. Sau những gì đã diễn ra thì tôi thấy là tay vợt của Đài Loan đã gặp phải một đối thủ thực sự, hạt giống số 1, đã phải xin dừng cuộc chơi giữa chừng khi anh đã bị dẫn tới 5-0 trong set đấu thứ hai và để thua tới 6-0 trong set đấu thứ nhất. 11 giờ đấu không thắng nổi Enzo một giờ đấu nào. Quả là một sự chia tay giải F9 rất là đáng quên đối với tay vợt Chanty của Đài Loan. Trận bán kết thứ hai của giải đấu F9 Future nội dung đơn nam sẽ là cuộc đối đầu giữa Evan Song của Mỹ, hạt giống số 6, và tay vợt Alcantara Casey của Philippines. Đó cũng là trận đấu được chúng tôi tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Enzo Cuecu, tay vợt đã giành quyền lọt vào trận chung kết của giải F9 Future. Xin chúc mừng anh. 21 tuổi. Tài năng.
Enzo đang hướng tới chức vô địch thứ hai liên tiếp ở hệ thống giải Future tổ chức tại Bình Dương, Việt Nam. Những chỉ số cho thấy là tay vợt Enzo hoàn toàn vượt trội với tổng số 7 điểm ace, không mắc lỗi ra bóng kép, 25 điểm winner, 9 lô đánh hỏng, có được 6 break point. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trận bán kết 1 ứng dụng đơn nam giải F9 Future với chiến thắng cho Enzo Guaco của Pháp. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong trận đấu.